Hôm nay Thiên Đường Cá Cảnh xin giới thiệu đến các bạn bộ lọc dàn mưa 1,5 m. Nó dài 1,5 m nha các bạn. Đây là lượng mưa nước nó chảy như thế này đây. Chảy rất là đều và đẹp nha các bạn. Tất cả những cái nước mưa này nó sẽ chảy tràn xuống một cái máng. Cái máng mica màu trắng. Rồi từ cái máng nó sẽ chảy lượng nước ra như thế này. Cái kích thước của dàn mưa này là 1,5 m dài nhất trong các cái bộ lọc dàn mưa hiện nay trên thị trường. Mặc định của nhà sản xuất nó sản xuất ra là gồm 4 khay. Nhưng ở đây mình sẽ chế thành 5 khay. Vì cái máng nó khá dài nên mình sẽ đặt 5 khay luôn để lọc cho nó sạch. Và mặc định nhà sản xuất chỉ để là 1 tầng nha các bạn. Nhưng ở đây mình vẫn chế lên thành 5 tầng cho nó cao để lọc cho nó sạch. Và bây giờ mình xin giới thiệu đến các bạn các cái loại sứ ở trong bộ lọc dàn mưa này. Về kích thước của khay nhựa này thì mỗi khay nó có chiều dài là 29 cm, chiều rộng 17 cm và chiều cao là 7 cm. Ví dụ chiều cao nó 7 cm nhưng mình làm 5 tầng thì nhân lên nó khoảng 35 cm. Đó là về chiều cao. Loại sứ đầu tiên mình xin giới thiệu đến các bạn là sứ Nitrin 1. Sứ Nitrin 2. Loại đầu tiên là sứ Nitrin 2. Cái loại này là thiết kế, nó là thiết kế củ sen mà cắt lát. Loại sứ này thì nó thiết kế là siêu xốp và siêu xốp siêu rổ nha các bạn. Để nuôi dưỡng vi sinh rất là tốt và nó có khử các cái chất độc trong hồ cá, trong nước. Loại sứ thứ hai là sứ Minidin. Sứ Minidin này là nó chỉ nhỏ bằng cái đầu đũa thôi các bạn ạ. Mình sẽ quay cận cảnh sứ Minidin cho các bạn thấy ạ. Nó là mini, nó rất là nhỏ nhất trong các loại sứ nhất các bạn. Nó nano mini, nó rất là nhỏ. Loại này nó có tác dụng là cân bằng pH. Một số hồ cá của các bạn hay bị tăng pH cao, đặc biệt là các hồ cá sử dụng nước giếng pH thấp, hoặc là một số hồ cá sử dụng một thời gian dài pH nó hạ xuống, thì sử dụng loại sứ này nó sẽ cân bằng được ở mức pH 7.0. Loại sứ này ngoài ra còn có chức năng, đó là có nhiều cái khoáng chất. Nó cải thiện tốc độ phát triển của xương cá, giúp cho cá lớn nhanh nhé các bạn. Rồi mình xin giới thiệu thêm một loại sứ nữa. Loại sứ màu sô-cô-la màu xám này thì nó là sứ tên là Mifandrin. Loại sứ này thì đặc điểm cơ bản của nó là dùng để khử độc NO3, NH3 và khử các cái kim loại nặng trong nước nha các bạn. Loại sứ này tương đối là nhiều chức năng đó. Tiếp theo là loại sứ Nitrin. Loại sứ này thì dùng để khử NO2. Nó thiết kế là cắt lát, cắt lát xiên để giúp cho nước có thể sấy theo nhiều hướng khác nhau để tạo thêm nhiều oxy cho hồ cá. Và loại cuối cùng là loại sứ thanh, nhưng mà loại thanh củ sen. Loại này thì nó có là giúp cho phát triển cái hệ tiêu hóa của cá tốt hơn, giúp cho có lợi cho hệ tiêu hóa của cá, giúp cá hấp thụ thức ăn, tiêu hóa tốt hơn. Nó tăng màu sắc cho cá, giúp cho xương cá phát triển. Và tốt cho máu của cá nữa. Nó có chứa nhiều khoáng chất có lợi cho cá, giúp cá lớn nhanh. Ở đây mình sử dụng là 5 loại sứ cơ bản, tương đối là đa dạng về chức năng. Các bạn lưu ý là cái bộ lọc dàn mưa 5 tầng này thì có thể là nâng cấp tầng lên cao hơn nữa nhé, tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Và ở Thiên Đường Cá Cảnh cũng có bán lẻ những cái khay này để cho các bạn nâng cấp. Về cái lọc dàn mưa này, vì nó thoát nước nhanh cho nên nó không bị ứ động nước ở trong cái khay nhựa, cho nên là nó sẽ không có làm nặng hồ các bạn. Nó nhẹ, nó không có làm nặng hồ của các bạn. Và ở đây là mình sử dụng toàn những loại vật liệu đắt tiền thôi, vật liệu cao cấp.
Nếu các bạn muốn tiết kiệm thì sử dụng các cái loại vật liệu rẻ tiền hơn nhé. Với các loại rẻ tiền như là di mát thông thường, nham thạch, các cái loại sứ thông thường thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Còn nếu muốn lọc tốt, chất lượng thì các bạn có thể sử dụng các loại vật liệu cao cấp này. Mình xin nhắc lại kích thước của nó là dài 1,5 m. Nhà sản xuất mặc định là gồm có 4 khay, chiều cao chỉ có 1 tầng. Còn các bạn muốn nâng cấp thì có thể nâng cấp lên nhiều tầng tùy ý các bạn. Ở đây mình nâng cấp lên mặc định là nhà sản xuất 4 khay nhưng mình nâng cấp lên được tới 5 khay luôn và lên 5 tầng luôn. Mọi chi tiết các bạn liên hệ số điện thoại 0988347508 hoặc truy cập website thiendườngcacanh.com để xem thêm chi tiết về sản phẩm. Thân ái chào tạm biệt các bạn.